Kính chào quý vị đang theo dõi những tin tức quốc tế mới nhất trên kênh tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, truyền thông Israel mới đây đưa tin, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã bị ngạt thở trong một bong ke không có hệ thống thông gió và qua đời chậm trong đau đớn vì hít phải khí độc. Thi thể của ông Nasrallah đã được tìm thấy trong đống đổ nát vào ngày 28 tháng 9 sau một cuộc không kích của Israel ở thủ đô Beirut của Liban. Thủ tướng Liban Najib Mikatin cho biết, lễ tang của cố thủ lĩnh Hezbollah sẽ được tổ chức như một ngày lễ quốc gia, với 3 ngày để tang chính thức bắt đầu từ ngày 30 tháng 9, bất chấp lo ngại về một cuộc tấn công trên bộ của Israel. Nhà chức trách Liban cho hay, thi thể ông Nasrallah đã được đưa khỏi hiện trường vụ nổ nguyên vẹn và cái chết của ông được cho là do chấn thương nặng. Tuy nhiên, truyền thông Israel cho biết, thủ lĩnh Hezbollah đã bị ngạt thở trong bong ke không có hệ thống thông gió và phải qua đời chậm trong đau đớn do hít phải khí độc. Có thông tin cho rằng, những quả bom được dùng để phá hủy khu phức hợp ngầm mà ông Nasrallah đã ẩn nấp là bom phá bong ke do Mỹ sản xuất với mỗi quả nặng 900 kg. Điều này có thể làm gia tăng căng thẳng và đe dọa tới tài sản cũng như công dân Mỹ ở trong khu vực. Dù là người Hồi giáo dòng Shiite, ông được nhiều người Palestine tôn kính và được coi là một nhà lãnh đạo toàn Ả Rập. Đám tang của cố thủ lĩnh Hezbollah, giống như nhiều bài phát biểu trên truyền hình của ông, sẽ thu hút sự chú ý đáng kể trên khắp khu vực và có thể bị các lực lượng chống Israel lợi dụng như một điểm tập hợp. Nó cũng có thể châm ngòi cho những căng thẳng thế tục đang âm ỉ ở Liban, nơi người Shiite, Sunni, Druze, Cơ Đốc giáo và các giáo phái khác đang sinh sống. Các cuộc không kích của Israel vẫn tiếp diễn trên khắp Liban, khiến các đường phố ở thủ đô Beirut vắng tanh. Hầu hết các cửa hàng và quán cà phê đều đóng cửa. Israel được cho là đã điều lực lượng đặc nhiệm vào Nam Liban trong một cuộc tấn công trên bộ có giới hạn. Cùng lúc, xe tăng của lực lượng phòng vệ Israel cũng gần biên giới Liban, cho thấy một cuộc tấn công lớn hơn có thể sắp xảy ra. Theo hãng tin BBC và DW, ông Nasrallah đã không xuất hiện trước công chúng trong suốt nhiều năm vì lo sợ bị Israel ám sát. Tuy nhiên, ngày 28 tháng 9, Hezbollah xác nhận thủ lĩnh của nhóm này đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào thủ đô Beirut của Liban. Ông Nasrallah đã trở thành thủ lĩnh của Hezbollah vào năm 1992, sau khi cựu thủ lĩnh và đồng sáng lập của tổ chức này, Abbas al-Musawi, bị Israel ám sát. Là một nhân vật bí ẩn có mối liên hệ cá nhân chặt chẽ với Iran, ông Nasrallah đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Hezbollah trở thành lực lượng chính trị và quân sự như ngày nay và vẫn được những người ủng hộ nhóm này tôn kính. Trong thời gian ông lãnh đạo, Hezbollah đã bị Mỹ và nhiều quốc gia khác cũng như Liên minh châu Âu xếp vào danh sách các tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, ông lại được thế giới Ả Rập và Liban ghi nhận là người đã chấm dứt 18 năm chiếm đóng của Israel ở miền Nam Liban vào năm 2000. Điều này cũng đã củng cố đáng kể sự nổi tiếng của Hezbollah tại Liban. Thưa quý vị, ông Hashem Safedin, từng là người đứng đầu ủy ban điều hành của Hezbollah, là anh em họ của cố thủ lĩnh Syed Hassan Nasrallah, nhân vật đã thiệt mạng hôm 27 tháng 9 trong cuộc không kích của Israel. Kênh truyền hình Al Arabiya của Ả Rập Xê Út dẫn lời các nguồn tin cho hay, Hội đồng Shura, cơ quan ra quyết định tối cao của Hezbollah, đã bổ nhiệm ông Hashem Safedin làm tổng thư ký mới của đảng Hồi giáo dòng Shiite này, có trụ sở tại Liban. Ông Safedin từng là người đứng đầu ủy ban điều hành của Hezbollah. Ông là anh em họ của cố thủ lĩnh Syed Hassan Nasrallah, nhân vật bị thiệt mạng hôm 27 tháng 9 trong cuộc không kích của Israel vào phía nam thủ đô Beirut. Ông Safedin có mối liên hệ tôn giáo và gia đình mật thiết với Iran. Con trai ông là hôn phu của con gái tướng Qasem Soleimani, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm của Iran, người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ tại Iraq vào năm 2020. Khác với ông Nasrallah, người sống ẩn dật trong nhiều năm, ông Safedin gần đây thường xuyên xuất hiện công khai tại các sự kiện chính trị và tôn giáo. Với phong thái điềm tĩnh, ông Safedin đã có những bài phát biểu hùng hồn trong các lễ tang của những chiến binh Hezbollah đã chết trong một năm qua do các cuộc đụng độ với Israel. Thông tin về việc bổ nhiệm ông Safedin vẫn chưa được công bố chính thức. Từ ngày 23 tháng 9, Israel đã phát động chiến dịch tấn công mang tên Northern Arrows, tạm dịch là mũi tên phương Bắc, nhằm phá hoại cơ sở hạ tầng quân sự của phong trào Hezbollah, thực hiện những cuộc không kích quy mô lớn trên khắp Liban, nhắm mục tiêu vào hàng chục khu định cư ở phía nam và phía đông nước này. Hãng Reuters dẫn các nguồn tin trong khu vực cho biết, lãnh tụ tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, đã được chuyển đến địa điểm an toàn với an ninh được siết chặt.
Động thái này diễn ra sau khi Israel tuyên bố đã tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah trong cuộc tấn công vào phía nam Beirut. Iran đang tích cực liên lạc với Hezbollah và các lực lượng đồng minh khác trong khu vực để xác định phản ứng tiếp theo. Trong khi đó, một nguồn tin thân cận với Hezbollah cho biết các cuộc không kích của Israel đã săn phẳng 6 tòa nhà. Đây là cuộc tấn công nặng nề nhất nhắm vào Beirut trong gần một năm xung đột giữa Hezbollah và Israel. Ngày 29 tháng 9, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bagher Ghalibaf đã kêu gọi các cơ quan lập pháp và chính phủ của các quốc gia Hồi giáo có lập trường răn đe đối với Israel để ngăn chặn các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và nhân quyền trong tương lai. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Liban Nabi Berri, ông Ghalibaf đã bày tỏ sự thương tiếc đối với thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào vùng ngoại ô Dahiyeh ở thủ đô Beirut vào hôm 27 tháng 9. Theo hãng thông tấn chính thức RNA của Iran, cuộc tấn công này cũng đã cướp đi sinh mạng của một chỉ huy cấp cao thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, Abbas Ninforosan. Ông Ghalibaf nhấn mạnh sự cần thiết phải có phản ứng phối hợp từ các quốc gia Hồi giáo, nói thêm rằng chúng ta phải tạo ra sự răn đe và theo đuổi các hành động pháp lý để đảm bảo chấm dứt các hành vi vi phạm của Israel. Ông mô tả thủ lĩnh Nasrallah là một học giả vĩ đại và là một chỉ huy có tầm ảnh hưởng. Đánh giá cái chết của ông Nasrallah là một mất mát đáng kể đối với cả Hezbollah và cộng đồng Hồi giáo. Thưa quý vị, quân đội Israel ngày 29 tháng 9 cho biết họ đang tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào hàng chục mục tiêu của Hezbollah ở Liban sau khi hạ sát thủ lĩnh của lực lượng này, ông Hassan Nasrallah. Quân đội Israel tuyên bố họ đã tấn công hàng chục mục tiêu của Hezbollah trên lãnh thổ Liban trong vài giờ qua, bao gồm các tòa nhà, nơi cất giữ vũ khí và các công trình quân sự. Theo số liệu của Bộ Y tế Liban, chiến dịch không kích của Israel vào nước này trong tuần qua đã khiến ít nhất 700 người thiệt mạng. Còn theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, hơn 200.000 người đã phải di rời bên trong Liban và hơn 50.000 người đã phải di tản sang nước láng giềng Syria. Chiến dịch không kích của Israel, đặc biệt là vụ sát hại thủ lĩnh Hezbollah, đã đánh dấu sự leo thang mạnh mẽ nhất trong gần một năm xung đột xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah, gây nguy cơ đẩy toàn bộ khu vực vào một cuộc chiến tranh lớn hơn. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bagher Ghalibaf tuyên bố trục kháng chiến sẽ tiếp tục đối đầu với Israel với sự trợ giúp của Tehran. Trục kháng chiến là một liên minh được xây dựng trong nhiều thập kỷ với sự hỗ trợ của Iran, bao gồm nhóm Hamas của Palestine, Hezbollah ở Liban, Houthi ở Yemen và một số nhóm vũ trang Hồi giáo tại Iraq và Syria. Một trong những thông tin gây chấn động liên quan đến tình hình xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban chính là việc Israel ám sát thành công thủ lĩnh Hassan Nasrallah, người đã lãnh đạo Hezbollah trong suốt 32 năm qua. Cái chết của nhân vật đặc biệt này được xem là đòn giáng mạnh nhất nhằm vào lực lượng Hezbollah trong suốt nhiều tháng qua. Cộng đồng quốc tế quan ngại diễn biến mới này sẽ làm leo thang hơn nữa xung đột tại Trung Đông. Ngay sau khi xác nhận thủ lĩnh Syed Hassan Nasrallah đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel nhằm vào Liban, phong trào Hồi giáo Hezbollah đã phóng nhiều tên lửa vào các vị trí của Israel ở biên giới phía Bắc, đồng thời tuyên bố sẽ đẩy mạnh cuộc chiến với Israel. Về phía Israel, quân đội nước này tuyên bố đang trong tình trạng báo động cao và sẵn sàng trước khả năng xung đột lan rộng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 29 tháng 9 cho biết, việc tiêu diệt thủ lĩnh của phong trào Hezbollah là thời điểm có tính bước ngoặt và là điều kiện cần thiết để giúp Israel đạt được các mục tiêu đề ra, trong đó có việc đưa các công dân Israel phải đi sơ tán được quay trở lại nhà. Việc loại bỏ Nasrallah là điều kiện cần thiết để đạt được các mục tiêu mà chúng tôi đã đặt ra, trong đó có việc đưa người dân miền Bắc trở về nhà an toàn và thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực trong nhiều năm qua. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình chiến sự leo thang ở Liban, đồng thời nhấn mạnh rằng vòng xoáy bạo lực cần phải được chấm dứt ngay lập tức. Phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Guterres đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng cùng lời kêu gọi khẩn cấp về một lệnh ngừng bắn. Chiến sự ở Liban có thể dẫn đến leo thang hơn nữa xung đột liên quan đến các thế lực bên ngoài. Tôi hoàn toàn ủng hộ đề xuất ngừng bắn tạm thời, cho phép cung cấp cứu trợ nhân đạo, cũng như mở đường cho việc nối lại các cuộc đàm phán nghiêm túc vì một nền hòa bình lâu dài trên đường ranh giới xanh. Chúng ta cần có một lệnh ngừng bắn ngay bây giờ.
quý vị, truyền thông Mỹ vừa đưa tin, Israel đã cử lực lượng biệt kích bí mật thâm nhập sâu vào Liban để thực hiện các nhiệm vụ tình báo nhạy cảm. Theo báo The New York Times, kể từ khi cuộc chiến Liban lần thứ hai kết thúc vào năm 2006, Israel đã bắt tay vào việc xây dựng một bộ máy tình báo đáng gờm, thâm nhập sâu vào tổ chức vũ trang Hồi giáo Hezbollah được Iran hậu thuẫn tại nước láng giềng. Các quan chức tiết lộ với báo chí Mỹ rằng, sự sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ táo bạo của đội ngũ điệp viên và biệt kích Israel đã giúp nước này tạo nên sự khác biệt so với các cơ quan tình báo của những quốc gia khác. Cũng theo các nguồn thạo tin, việc đơn vị tình báo 8200 của lực lượng phòng vệ Israel hướng trọng tâm vào Hezbollah có thể đã giúp lực lượng này thu thập được những thông tin giá trị và truyền chúng cho Mỹ, dẫn đến cuộc không kích hạ sát tướng Qasem Soleimani, chỉ huy đơn vị tinh nhuệ Quds của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tại Iraq vào tháng 1 năm 2020. Giới chức Mỹ và Israel hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên. Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố đã bắn chặn thành công loạt tên lửa do Hezbollah phóng từ Liban vào lãnh thổ nước này vào sáng ngày 29 tháng 9. Báo Times of Israel trích dẫn thông cáo của lực lượng phòng vệ Israel cho hay 8 quả tên lửa từ bên kia biên giới đã bay về thành phố Tiberias, miền bắc nước này, khiến nhà chức trách địa phương phải phát cảnh báo không kích tại đây, cũng như một số thị trấn khác ven biển Galilee. Theo lực lượng phòng vệ Israel, hệ thống phòng không của Israel đã bắn chặn một số tên lửa thù địch, trong khi số tên lửa còn lại rơi xuống các vùng đất trống và không gây ra thương vong. Thông tin cập nhật cho biết, tiếng còi báo động đang vang rền ở các khu vực Se-Elize và Yesud Yama Ala thuộc vùng Galilee, cảnh báo về các tên lửa phóng từ Liban. Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết về sự cố. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa tuyên bố các lực lượng nước này đang đáp trả loạt tên lửa do nhóm nổi dậy Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen phóng từ khu vực Biển Đỏ. Trả lời phỏng vấn phóng viên về các vụ tấn công của Houthi vào ngày 28 tháng 9, ông Biden cho biết, chúng tôi đang đối phó. Theo hãng tin CNN, Hải quân Mỹ đã bắn chặn thành công các tên lửa do Houthi phóng vào 3 tàu chiến của nước này ở Biển Đỏ khi các chiến hạm đang di chuyển về phía Bắc qua eo biển Bab el-Mandeb. Trước câu hỏi liệu chiến dịch tấn công trên bộ của Israel và Liban có phải là điều không thể tránh khỏi hay không, lãnh đạo Nhà Trắng cho rằng đã đến lúc các bên liên quan cần ngừng bắn. Trong một diễn biến khác, hãng tin NBC trích dẫn lời các quan chức Mỹ tiết lộ Lầu Năm Góc đang cân nhắc các phương án tăng cường lực lượng ở khu vực Trung Đông vì lo ngại Iran hoặc phong trào vũ trang Hezbollah ở Liban có thể đáp trả vụ Israel hạ sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah hôm 27 tháng 9. Theo các nguồn tin, nhiều phương án tăng quân khác nhau đã được trình lên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, và ông Austin sau đó đã thảo luận chúng với Tổng thống Biden cũng như các quan chức an ninh quốc gia. Tuy nhiên, nhà chức trách hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ quyết định cuối cùng nào. Mỹ hiện đang duy trì khoảng 40.000 binh sĩ đồn trú tại khu vực Trung Đông. Trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực leo thang, Lầu Năm Góc đã xem xét tăng cường phòng không cho quân đội Mỹ trong khu vực. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin thời sự hàng ngày trên kênh tin tức chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp, phản hồi của quý vị hãy để lại dưới bình luận của video. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn đăng ký và bật thông báo trên kênh. Chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành cùng quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.